Đại gia hảo. Bây giờ hãy tiếp tục học bài 27 tương với bài 9 quyển 1. Đầu tiên hãy nghe và nhắc lại từ buổi chiều. Xia ủ. Xia. Xia. Ủ. Ủ. Xia ủ. Xia ủ. Buổi chiều mình đi. 下午我去 buổi chiều đi mua hoa quả 下午去买水果 buổi chiều đi sang ngân hàng 下午去银行 下午去银行